shopnow.vn, Acliquen giá rẻ, chất lượng uy tín tự động, đền bù 100% đối với tài khoản sai hoặc lỗi, uy tín chất lượng giao dịch hoàn toàn tự động, chỉ có tại shopanhảo.vn. shopanhảo.vn. Hello tất cả mọi người nha. Hôm nay mình sẽ làm clip này về vị tướng Silica, một cái vị tướng xạ thủ đi đường AD nha các bạn. À, hay còn gọi là cái đi đường rồng đó. Thì xạ thủ phải đi đường rồng chứ. Không, nếu mà nói như mình là hơi sai. Thường thường thì xạ thủ đã đi rồng, nhưng mà nhiều bạn cầm xạ thủ mình sẽ chuyển qua đi rừng, hoặc là có thể đi top. Ví dụ như là hai te em bạn chẳng hạn, kìa nó đang đi top kìa. Giờ này mình có vị tướng Tachi đi support à? Phải không? Phải Tachi không? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Ia đã bắn đâu thế? Mới vào bạn thích bắn không? Bây giờ bạn thích bắn không? Né này, né này, né này, né này, né này, né này. Ui giời ơi, nó bắn kìa. Bắn cái méo gì hai cái, em muốn về nhà luôn rồi còn đâu. Vãi cả nồi ạ. Ăn may thôi mà đúng không các bạn? Thanh niên ăn may, thanh niên eo su ăn may, bắn được hai cái. Không sợ, không sợ. Chúng ta sẽ không sợ mấy cái thanh niên ăn may này. Nào, solo ông. Solo ông, solo ông. Nào, 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 nào. Không đánh lại nó rồi các bạn ơi, máu nó nhiều quá. Từ nha, từ từ nha, từ từ nha, từ từ nha. Mình sẽ ôm trụ chờ thanh niên Superman tới để nó hỗ trợ mình. Úi thôi, bị bắn ảo thế. Bắn nào. Ôi trời ơi. What the hell. Này thì bắn hộ cái nào. Vãi cả nồi à. Tôi đứng ở xa như vậy mà nó bắn rúng rứng luôn à. Bắn hộ cái, đứng xa như thế này bắn được không? Mê vãi cả trưởng. Thôi xong luôn. Nó bắn ghê vậy trời. Không phải tin được luôn đấy các bạn. Trời 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 trời. Ui ui. Xông lên anh em ơi. Tachi này, nó bắn kìa, nó bắn kìa, nó bắn kìa. Solo này, solo này. Một với một, không ngán. Không sợ, không sợ, không sợ. Không sợ, ai ạ. Ôi ôi, ôi ôi, mày quá. Trời nó bắn đến kiểu gì vậy. Mình không tin được luôn đấy. Né này, né này, né này, né này, né này. Né hộ cái này. Rồi tôi nghi ngờ rồi nha. Cái này là thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Không tố cáo là không được rồi. Ui dồi ôi, nó bắn cái kiểu đến nay 10 phát trúng hết 10 thế này là tôi không tin được luôn đấy. Một là hack, hai là một người nào đó chơi gọi là trình gọi là thách đấu nhưng mà cày rank thấp, cày mấy chục dao. Ui ôi, ui ôi, ui ôi, ui ôi, mày chết nè, chết nè. Ừ được mạng rồi, mừng quá. Chứ không thể nào mà một người mà hiện tại mình cao thủ có mười mấy sao thôi các bạn, 15 hay 16 sao gì đấy mà bắn kiểu này được. Không thể tin được. Nó bắn 10 phát trúng cả 10 luôn các bạn. Thật sự là không hiểu được luôn. Mình chơi eo su mà mình cũng bắn không thể nào mà bắn cỡ đó được trơn á. Nào, 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 nào. Không solo được nó các bạn ơi. Chết rồi, chết rồi. Ui ôi ôi, nó bắn thế này thì thứ nào chịu nổi. Có khi nào nó xài tool không ta? Xài tool gọi là bách trúng không ta? Chứ nó đánh kiểu này thì không rồi, thôi đi về các bạn ơi. Nó bắn mình cái nào cũng trúng. Thế mới hay chứ. Các bạn có để ý cái pha hồi nãy mình đứng ở bên cái bụi bụi này, cái bức tường này đúng không? Nó không bao giờ có tầm nhìn được. Vậy mà mình vừa mới đi ra một phát nó bụp một phát vào mồm luôn. Vừa mới đi ra luôn nó bụp một cái luôn. Eo ơi. Sợ thế. Chết rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi. Không xong rồi. Theo các bạn thì liệu thanh niên Elsu này có hack không? Thật sự mình rất là hiếm khi gặp hack, nhưng mà trận này mình cảm thấy nó hơi sợ sợ. Sợ vãi lúa luôn. Đậu xanh nó nè. Bùm chiêu, bùm chiêu, bùm chiêu, bùm chiêu, bùm chiêu. Bùm, 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 bùm. Trời ơi, nó bắn tôi kìa mấy ông ơi. Trời ơi, nó bắn tôi muốn rủng trứng luôn, rủng luôn rồi. Su hack tool à mày. Trời ơi, đâu, các bạn thấy không? Trời ơi, Superman nó biết rồi kìa. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Không tố cáo là không được rồi. Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Đúng không các bạn? Trời ơi, nó bắn quá này. Ôi ôi ôi, nó bắn tôi kìa. Trời ơi, là trời, trời ơi, tôi đi về. Đi về, không nó bắn nó rụng hàng hết.
Thường thường như bây giờ mấy cái thanh niên mà xài hack ấy các bạn, là một là nó chơi Elsu, hai là chơi Gindu. Đấy, nó xài cứ hai con đấy. Nhìn nó chơi nó bắn trời ơi, bụp 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 không à. Mày hả bưởi, mày hack hả mày. Mình thì mình vẫn nghĩ rằng là một là hack, hai là cái thuê các bạn. Thật sự là như vậy luôn. Cái kỹ năng như thế này mà nó bắn cái kiểu này thì làm sao mà mình đỡ được. Gặp mấy thanh niên thách đấu cày thuê thì mình cũng không biết nữa, tại vì mình cũng chưa gặp thách đấu bây giờ. Rank mình thấp quá sao gặp được thách đấu. Ôi ơi. Ôi ơi. Rồi đấy rồi, đấy rồi, đấy rồi, đấy rồi, đấy rồi. Sợ lắm, cẩn thận không thằng Elsu nó bắn một cái là chết luôn đây. Tốt nhất là với số lượng máu như thế này thì mình phải đi về cho nó chắc. Chứ không mất công rồi đó mà bụp 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 bụp. Nó xài tool mà nhưng mà nó lại không hack map thì rất là khó phát hiện các bạn ạ. Có nghĩa là nó xài tool bắn trúng 100% nhưng mà nó không hack map thì mình rất là khó. Còn vừa xài tool mà vừa hack map nữa thì thôi em chịu. Lúc đó là mình biết 100%. Nhưng mà bạn Elsu bên kia thì mình cảm thấy bạn ấy đánh kinh vãi nồi ra. Thì mình nghĩ rằng chỉ có một trong hai trường hợp đấy thôi. Một là có thể là cày thuê mấy ông đánh giải mấy ông bắn kiểu này không ấy. Bắn kinh lắm, bách phát bách trúng ấy. Mình đánh giải đánh kiểu cỡ này không ấy các bạn. Su không hack cờ tao. Thấy không? Superman tem mình bị nó bắn cho rụng trứng rồi. Nó bắn cứ 10 cái mà trúng hết 9 cái thì sao chịu nói. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi. Bùm chiêu, bùm chiêu, bùm chiêu. Eo ơi, lau đi eo kìa, ui dồi ôi. Ui dồi ôi. Ngu người này trụ bắn một phát là chết luôn nè. Ngáo ngơi trên cành bơ nè. Thật thường một người bình thường nếu mà các bạn bắn mà có một cái bắn kiểu bắn hay lắm ấy thì cũng phải tầm cứ 60-70% là trúng là mình thấy nó gọi là quá đẳng cấp luôn rồi. Nhưng mà cái ông Elsu bên kia ông bắn 10 phát mà ông bắn trúng hết 9 phát thì thế em trêu. Đỡ làm sao được. Hack đó thì làm sao, đúng không các bạn? Vậy đó, chịu thì chịu mà không chịu thì chịu. Đó. Tố cáo thôi, hết trận này mình ra mình tố cáo thôi. Có gì đâu ngại đúng không các bạn? Người ta gọi là thà giết nhầm mà hơn bỏ sót mà. Cứ tố cáo vậy ha, nếu mà hack thì tố cáo được. Còn nếu mà không hack thì thôi. Chả làm sao cả. Nhưng mà tốt nhất là cứ kêu cứ tố cáo để cho Gardena check phát cái đã rồi tính tiếp. Nếu các bạn gặp trường hợp nào mình cảm thấy nó nghi ngờ ấy thì chúng ta tốt nhất là cứ gọi là tố cáo đi. Nếu mà bạn ấy hack thì bị khóa nick, còn nếu mà không hack thì thôi. Đó là chuyện hết sức bình thường các bạn ạ. Lấy cái trụ này rồi. Rồi ok, lậm chỗ luôn. Giờ còn cái trụ ở đằng trên nữa. Mình cố gắng đi farm một chút nhá. Ok, nó bị chết rồi kìa. Không sợ đâu. Cố gắng đi farm một chút xong rồi chúng ta sẽ bắt đầu thể hiện. Khi mà mình có tiền rồi thì lúc đó chúng ta sẽ rất là dễ chơi. Tiền nhiều nó đánh sẽ sướng lắm các bạn. Đánh thường thôi là cũng thấm rồi. Celica thì nói thiệt là rất là lâu rồi mình chưa chơi con tướng này. Con tướng này thì mình chơi mình phải có một người hỗ trợ thật là tận tâm kìa. Nếu mà không có người hỗ trợ tận tâm rất là khó chơi luôn. Bum 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 bum. Đâu phải có riêng một mình nghĩ rằng vị tướng Elsu hack đâu mà có cả Superman nữa, nó khẳng định nữa kìa. Bum bum này thì Elsu này 1 2 3 ngắm. Ngắm này. Đấy các bạn thấy nó bắn không? Nó bắn cái thanh niên Florentino kìa. Bắn không hụt đâu. Nó bắn kinh lắm. Nó bắn ghê vãi trưởng ra. Gặp mấy cái thằng như thế này là mình phải lao vào đùng 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 liền. Chứ để mà đánh cả cấu rỉa nó ngắm nó bắn chết. Trời ơi, mình tính túc biến lên mình sơi nó mà không được luôn á. Nó ngắm nó mang đùng một cái là Florentino là ngoẻo càng cua. Bây giờ hết máu là cứ chỉ chạy về thôi. Chứ đứng để cho nó ngắm là chết chắc. Bắn kinh vãi trưởng à. Sợ thiệt đấy. Lúc đầu nó bắn mình 5 phát trúng cả 5 luôn. Trời ơi, mới thò đầu ra là bập 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 bập. Đi về.
đồng đội mình nó né 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 bụp đi về né với chúng tôi này. Không có lính, mình đang đứng đây mình chờ lính lên là mình lượm lính nhá. Xong có con Kasa nữa kìa, con nó bây giờ nó không tên các bạn ạ. Rồi xong chết hết luôn. Tachi này, Dashi này, mấy cái thanh niên Chi-Chi-I-I này, Chi-Chi này, chết hết. Các bạn đang ăn này con bùa xanh các bạn ạ. Khó quá. Thật sự thì mình cũng không biết được bạn này có hack hay không nữa, nhưng mà mình nghĩ rằng là khả năng là có. Còn các bạn đang xem clip của mình thì các bạn thấy sao? Tại vì cũng có rất là nhiều trận đấu mình bị người ta tố cáo mình hack rồi. Nhưng mà mình là mình không hack nhưng mà người ta vẫn tố cáo mình hack. Còn cái trường hợp này thì mình cảm thấy nó hơi bất bình thường. Trời ơi nó bắn luôn kìa. Nó bắn kìa, đúng trứng luôn. Trừ khi nó không có tầm bắn thôi là không bắn không trúng luôn. Còn có tầm bắn một cái là bụp. Này thì chết này. Thôi vào đây. Vô đây. Đấy. Thôi em đi té đây, đi về hồi máu đây. Ra một cái nó rụng ra rụng à. Foren tập chơi hả? Nên. Ui! Trời ơi! Hết cả hồn. Quá nhỏ. Chết rồi. Đùng. Eo su ghê vậy. Đến tem bạn nó còn phải hoảng hồn nữa cơ mà. Ghê không? Để xem bạn nó còn phải choáng váng nữa về kỹ năng bắn của cái thanh niên Elsu này. Tem mình còn thấy sợ nữa. Muốn gì tem bạn. Chơi không? Hack thì mình thấy rằng là vẫn có rất là nhiều trường hợp nó còn like ở stream nữa cơ. Nó hack mà nó còn live stream nữa cơ, mẹ như idol ấy, vãi cả nồi luôn đấy các bạn. Sợ vãi trưởng ra. Hack mà nó còn live stream như idol ấy. Mà lại rất nhiều người gọi là... Rất là nhiều thanh niên trẻ trâu hỏi bản hack các thứ. Mình đọc, mình thấy bình luận thấy rất là nhiều luôn. Trời ơi. Chơi game mà muốn phá game hay sao á chứ. Nếu mà hack nó tràn lan ra là game chỉ có sập thôi các bạn ạ. Chứ không thể nào mà phát triển được. Chị ơi, mình về đây. Ô, ăn được một mạng kìa, ngon kìa. Các bạn chơi game, các bạn đừng sử dụng hack. Nếu mà các bạn sử dụng hack là game nó sắp sớm mà nó tàn thôi các bạn. Nó không thể phát triển hơn được nữa đâu. Mày hả bưởi. Này thì lâu đi eo này. Kéo đi, vô đây. Trời ơi, nó bắn tôi kìa. Mấy cái thằng Elsu này. Trời ơi, nó bắn kìa. Cái thanh niên Dashi này chưa ra khỏi nhà mà nó bắn cũng trúng nữa. Ui ôi, mày. Trời ơi, xem ăn được nó rồi các bạn. Trời ơi, cái thanh niên cái gì ta? Dashi ấy. Nó cái thanh niên là mình thấy rằng pha đấy là cái thanh niên Florentino đâu cái thanh niên Elsu bên bạn nó không thể nào mà có tầm nhìn được. Nó chỉ có tầm nhìn của mình thôi mà nó không bắn mình, nó bắn thanh niên kia, bắn bụp một cái. Vậy đó, được không? Giờ hát gì đó rồi sao? Được không? Chịu thì chịu mà không chịu thì chịu. Ok. Game mà. Lâu đi eo choáng váng. Kháng lên. Nên. Chịu thì chịu mà không chịu thì chịu. Ok. Giờ làm gì nhau? Bum chơi này. Sốc lên, Nakaroth. Trời ơi, chết rồi. Ngon rồi. 5-4 rồi. Gặp mấy cái thanh niên như Elsu mà nó hack tool kiểu mà nó bắt chúng ấy các bạn.
là chúng ta combat là chúng ta cứ lao vào ùng đùng 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 là nó không làm cái gì đâu. Cứ lao thẳng mặt luôn. Gặp là lao vào là nó sẽ không bao giờ mà nó làm được cái gì hết. Áp sát một cái là nó bó tay luôn. Trừ khi nó hack map thì mình lao vào thì nó biết, nhưng mà khi mà nó hack tool bắn trúng ấy các bạn, bắn trúng ấy, thì là mình cứ lao vào kệ cho nó bắn trúng luôn. Bắn trúng được cái thì làm gì? Ơi lời người lời người rồi anh em ơi. Lời rồi. Nè, quất con này luôn, đúng rồi. Quất con này luôn. Trời anh em đâu hết trơn, tự dưng bỏ đi mỗi người một nơi vậy. Trời 5 đánh với 3 mà. Lượm đi. Mì. Đúng người các bạn ạ. Có ăn được không đây? Trời ơi, cho mình 5 thằng ra đây là mình combat là ăn được con tà thần là mình thắng luôn nè. Hay quá, được rồi. Trời ơi. Cái gì đây? Bạn muốn làm gì tôi đây? Eo su đang ở đằng sau các bạn ạ. Nó đã bị vị tướng ấy, ta mình dí rồi. Bụp chiêu. Mày. Ê, nó chết cái thằng này. Mina này khó chịu quá. Hay quá. Tuyệt vời ông mặt trời quá, Frank Mina ơi. Ok con dê lớn. Gặp nó mà áp sát một cái là nó phế ngay. Rồi xong win rồi. Win rồi các bạn ơi, đẩy đường dưới là lên là win luôn nè. Trên mạng còn có 2 người thôi. Lên luôn, đẩy đường dưới luôn. Cho Superman đẩy đường dưới. Theo bạn chỉ còn có 2 người thôi. Win rồi. Ngon lành cành đạo. Nhon. Rồi. Trời ơi sao mà cái để long đi eo đó. Thế là thế nào nhở? Mày hả mày. Lên luôn, đẹp chấu. Rồi xong luôn. Trời ơi tí nó thắng rồi. Chứ có giác hộ mệnh các bạn ạ. Trời ơi tưởng thắng rồi chứ. Và đấy mà Superman lao thẳng lên là thắng rồi ha. Là 4 đánh với 1 nữa. Mình đập trụ còn 2 Superman đẩy con Lauriel. Mà Lauriel nó khó chịu quá. Cố gắng ôm trụ bạn ơi. Lật kèo bạn ơi. Ôi trời ơi. Đùng. Rồi xong chết luôn. Không có lính các bạn ạ. Ô kìa. Florentino. Mua cực cắt 1v4. Thật tuyệt vời. Mình sẽ... Thôi thua. Ok, mình nghỉ nha các bạn. Mình sẽ ra tố cáo cái thanh niên eo xù này. Giờ đây mình nghỉ đây. Bye bye mọi người. Nhớ cho mình một like nhá. Tưởng lật kèo rồi chứ.